Cái lời khuyên số 4 thì hãy đăng bài vào lúc mà khách hàng của bạn online. Thì trong một ngày có 24 giờ thì bây giờ người ta online rất là nhiều. Nhưng mà nó sẽ có một số những cái thời điểm mà đạt đỉnh. Thí dụ đặc biệt là buổi tối, đúng không ạ? Buổi tối thì thường là khoảng tầm 8 giờ 30 đến khoảng tầm 10 giờ 30 đấy là cái thời gian đạt đỉnh về online. Nhưng mà tin tốt là người Việt Nam bây giờ nó online suốt cả ngày luôn. Thế thì nhưng mà vẫn nên có những cái ca như này sáng sớm, hiện nay là ngủ dậy phát là cùa điện thoại. Thì là mình mà đăng sớm phát là có được cái đấy. Thứ hai là mình có một cái ca trưa, chiều và ca tối. Như vậy nếu mà đều thì một ngày bạn làm cho tôi 4, nhưng mà 4 content thì cũng tương đối là ác mộng đúng không? Mình có thể đôi khi mình rất là bí, mình rất là khó không biết đăng gì. Đấy, thì mình nên đăng ít thôi nhưng mà phải chất lượng, tập trung vào chất lượng đúng không ạ? Nội dung hay để mà mình làm được cái view nó rất là tốt. Ok. Thế rồi thì mình thử đăng video và livestream. Đăng video và livestream là như nào? Facebook cái lượt lượt xem trên video bây giờ khá là tốt, nhất là những cái video có nội dung sáng tạo, hài, vui vẻ, hoặc là những cái nội dung mà sốc, thậm chí là sách sến đúng không ạ? Các bạn thấy đấy, những cái nội dung mà liên quan đến những cái chuyện hài hài bựa bựa một chút thì cái chuyện mà một cái video có vài trăm ngàn, thậm chí là có một vài triệu lượt xem là không khó đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta cũng có thể thử nghiệm livestream. Vâng, chúng ta có thể livestream review sản phẩm, livestream tư vấn, livestream nói chuyện với khách hàng, livestream chia sẻ các câu chuyện, livestream xem bói, livestream tặng quà, vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ có được cái lực tương tác tốt và chúng ta phải học cách livestream chuyên nghiệp. Và nếu mà các bạn muốn học cách livestream chuyên nghiệp thì các bạn có thể xem cái bộ video của thầy Văn Anh hoặc liên hệ với thầy Văn Anh để được tư vấn và trợ giúp, đúng không? Thầy Văn Anh thì rất là giỏi về những cái mảng bán hàng online như thế này. Rồi. Cái lời khuyên số 6 đấy là các bạn có thể phát triển các nội dung do người dùng tạo ra hay là do khách hàng tạo ra. Trong tiếng Anh người ta gọi là UGC, tức là User Generated Content, tức là người dùng tự tạo ra nội dung. Đấy, thí dụ như là chúng ta có thể tổ chức các cuộc thi cho người dùng hoặc khách hàng để tạo ra nội dung dưới dạng video, hình ảnh hoặc bài viết, đúng không? Sau đó mình trao thưởng. Thì như vậy mình có thể nhận được hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn những cái nội dung và mình có thể sử dụng nó để mình đăng tải. Rất là hay vì chúng ta không phải trả phí bản quyền. Vì họ đã chấp nhận trao cái bản quyền đấy cho ta khi mà họ tham dự cuộc thi rồi. Đúng không? Cho phép khách hàng chia sẻ những cái nội dung này và nhận được các phần thưởng. Đăng lại những cái nội dung này để giúp lan truyền thương hiệu. Tôi nghĩ đấy là một ý tưởng rất tốt, đúng không? Có thể tổ chức cuộc thi selfie, cuộc thi làm video ngắn, cuộc thi viết cảm nhận, đấy vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khai thác sức mạnh của cộng đồng nó sẽ tốt hơn rất nhiều là chúng ta sẽ tự làm, đúng không? Ok. Cái lời khuyên số 7 là lâu lâu thì nên đào mộ lại những bài viết có tương tác tốt. Thí dụ như là cách đây 2 năm, 3 năm, 4 năm bạn có những bài mà có hàng trăm, hàng nghìn bình luận, đúng không? Thế là lâu lâu lại lôi ra bình luận lại cái bài đấy một phát. Thì cái lượt tương tác nó rất là tốt. Đây là một cái mẹo rất thú vị. Vâng, hôm qua tôi vừa thử. Tôi lôi một cái bài cách đây 2 năm ra có khoảng 240 thích thích đúng không ạ? Tôi đăng lên thì mọi người hôm nay lại comment lại rất nhiều. Bởi vì nó có cái sẵn cái lượt tương tác đấy rồi rất là hay nhá. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Thì bạn có thể lưu các bài viết vào trong các đường link để tìm cho nó dễ hoặc là bạn tìm trên Facebook Graph và tìm trong cái phần tìm với nội dung của chính mình. Thì rất là hay. Rồi, nội dung số 8 là bạn có thể là gì ạ? Học hỏi từ chính đối thủ, từ bạn hàng, từ khách hàng và cả những chuyên gia. Có 4 nhóm mà bạn sẽ phải cần quan tâm là đối thủ này, bạn hàng này, khách hàng và chuyên gia. Rồi, mình tham khảo, mình thường xuyên truy cập vào những fanpage của những hãng lớn. Ví dụ như là ở Việt Nam mọi người sẽ thấy là Durex chẳng hạn, họ làm content rất sáng tạo, mặc dù họ chỉ bán bao cao su thôi. Hay là nếu mà làm video thì hãy học đầu khách hàng sẽ giúp chúng ta phát triển được sản phẩm. Vâng. Hoặc là theo dõi các chuyên gia. Vâng, theo dõi các chuyên gia mà bạn cho rằng là họ có nhiều ý tưởng tốt, họ có chất lượng. Thí dụ như bạn có thể theo dõi Facebook của thầy Nguyễn Phan Anh chẳng hạn, ở địa chỉ là facebook.com/phananhonline, hoặc là xem cái kênh YouTube PR marketing của thầy ấy, thì có thể mình sẽ có được những bài học tốt. Và tất nhiên không phải bài học nào mình cũng thu được kết quả đúng không? Nhưng mà đại khái là như thế, mỗi một thứ mình sẽ học và mình có thể theo dõi cùng một lúc nhiều người. Đấy. Cái lời khuyên số 9 là
lâu lâu thì chúng ta lại tặng quà giảm giá tri ân để kích cái tương tác lên, đúng không ạ? Rồi một số người sử dụng phương pháp lập tương tác, nhưng mà tôi thì không đánh giá cao việc đấy. Tôi thì luôn luôn muốn là có nhiều bạn và tăng cái lượng theo dõi nhiều hơn nữa. Mà vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tìm ra cái cách để họ tương tác với mình, đúng không ạ? Cái loại content mà có lẽ là khách hàng thích nhất đấy chính là từ khóa giảm giá, giảm 50, 70, mua một tặng một, giảm giá sốc kèm theo các chương trình khuyến mại rất tốt, vân vân. Thì chắc chắn là khi mà bạn làm như vậy thì bạn sẽ có cái tương tác rất là tốt, hoặc là bạn tặng quà miễn phí cho họ, đúng không ạ? Vâng. Lời khuyên số 10 là chúng ta có thể tăng truy cập vào Facebook của chúng ta từ những cái nguồn khác. Ý tôi muốn nói là đa kênh ạ. Ví dụ như này, chúng ta có thể làm SEO trên Google, làm SEO cho fanpage Facebook để Google có thể tìm thấy, hoặc là ô tìm kiếm Facebook Wrap có thể tìm thấy. Chúng ta có thể chạy quảng cáo Facebook Ads cho fanpage, hoặc là share thêm cái Facebook cá nhân của chúng ta lên page, bởi vì Facebook cá nhân chúng ta không chạy được, đúng không? Thế thì học chạy quảng cáo như nào cho nó tốt, cho nó chuyên nghiệp, cho nó tiết kiệm, cho nó tăng hiệu quả, rồi thì giảm chi phí, tăng được số lượng đơn, tỷ lệ chốt đơn cao, đúng không? Không bị chết tài khoản, không bị vi phạm về content, vân vân. Thì các bạn cũng có thể là liên hệ với thầy Phan Anh để được tư vấn và trợ giúp, đúng không? Thì tôi đã dạy và đào tạo cũng như là chạy quảng cáo trực tiếp cho Facebook từ năm 2011 đến bây giờ, là kể từ khi mà Facebook bắt đầu có hệ thống quảng cáo. Và cũng đã dạy cho đến rất là nhiều lớp rồi, gần 10 năm trời, hàng nghìn học viên offline và hàng chục nghìn học viên online qua video. Và cũng đi tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp khác nhau rồi. Thì rất là nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Các bạn có thể chạy quảng cáo thêm trên Google Ads, YouTube hoặc Zalo, vân vân. Tăng cường tương tác trên các cái Facebook group, hội nhóm chất lượng và có khách hàng mục tiêu. Thì tăng cường trên đó cũng sẽ giúp mình tăng tương tác tốt. Sử dụng thêm các cái tính năng mới của Facebook như là Facebook Story, Messenger Story, Instagram Story, vân vân, đúng không ạ? Và mỗi một quốc gia thì nó có một số tính năng mới, như là Marketplace cũng là một chỗ bán hàng rất là tốt, nhưng mà chỉ dành cho thị trường Mỹ thôi. Rồi, mình có thể tăng thêm cái lượng kết bạn, lượng theo dõi, lượt thích trang bằng cách là mình xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp, hình ảnh của mình đẹp hơn, nội dung của mình hay hơn, trau chuốt hơn. Mình kêu gọi kết bạn, mình kêu gọi bấm nút theo dõi, mình kêu gọi để cái phần see first, tức là phần xem trước đối với mình. Mình kêu gọi và mình làm nội dung của mình tốt, chất, thì dần dần cái lượng theo dõi nhiều, cái lượng bạn bè nhiều thì tương tác nó cũng sẽ nhiều hơn. Cái đấy là điều chắc chắn, đúng không ạ? Vâng, và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là cái lời khuyên số 12 là chúng ta cần phải hiểu luật của Facebook. Chúng ta phải học cách cập nhật các thuật toán, các cái tính năng mới, và chúng ta không nên vi phạm các chính sách của Facebook đề ra. Nên tuân thủ các chính sách của Facebook và hiểu về nội dung, hiểu về thuật toán đối với Facebook profile, đối với fanpage hoặc group, vân vân. Chúng ta cũng thường xuyên cập nhật những cái chính sách cũng như là công thức mới, thuật toán mới của Facebook. Không câu like, không câu view bằng mọi giá, bằng những content vi phạm bản quyền, bằng content vi phạm chính sách, đúng không ạ? Và hạn chế đăng những cái video hình ảnh có bản quyền để tránh các rắc rối có thể bị hạn chế, bị xóa bài, bị khóa tương tác. Rồi thì hạn chế spam, hạn chế share, vân vân. Thì có thể hiện nay Facebook nó có những cái phần khóa tương tác, khóa chia sẻ cũng rất là mệt mỏi, và đặc biệt là liên tục phải cập nhật những cái hiệu suất về quảng cáo, những cái công cụ quảng cáo mới, những cái phương thức mới rất là hay. Facebook thì cứ lâu lâu 2-3 tháng lại update một lần, thì các bạn cũng nên học hỏi, đúng không ạ? Vâng. Ok. Cuối cùng thì các bạn có thể liên hệ với tôi để các bạn có vấn đề về bán hàng, về quảng cáo, về content, về marketing online nói chung, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được tư vấn và trợ giúp, đúng không ạ? Vâng. Bức ảnh cuối cùng là bức ảnh mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là tôi đã đến tận là thung lũng Silicon Valley của Mỹ để tham gia vào một số chương trình đào tạo, cũng như là tham quan các cái công ty tập đoàn công nghệ mới và công nghệ lớn nhất của nước Mỹ ở thung lũng Silicon. Đấy là một cái mà tôi nghĩ cũng là một cái trải nghiệm rất là tốt. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Rất hy vọng chúng ta có thể là hợp tác và chia sẻ được với nhau nhiều hơn nữa. Xin chào.